Sao Gia là mình đây. Sau này các bạn ơi, xin chào tất cả các bạn buổi sáng nha. Và đây là thằng đen bò sữa. Ô lộc, thằng đen hàng xóm các bạn. Tính nó thằng đen bò sữa rồi. Thì sáng ngày hôm nay đó các bạn, mình thức rất là sớm luôn để mình chuẩn bị bữa ăn sáng. Thì dạo gần đây cũng gần tới Tết rồi á. Thì cái lịch học của mình cũng khá là dày đặc rồi. Với lại mà quay clip cho mẹ mình nữa. Chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, nói chung là rất là nhiều công việc cũng các bạn ơi, cho nên mình khá là đuối đó. Sáng sớm thì mình phải tranh thủ rất sớm để làm một cái bữa ăn gì đó, cũng quay clip cho các bạn xem nè, với lại để cho mấy anh em mình ăn sáng để có cái sức lực để chuẩn bị cho cái buổi làm việc trong ngày hôm nay nha các bạn. Hôm nay cũng là mười mấy Tết rồi ta, nói chung là mười mấy âm lịch chưa tới Tết nha, vài bữa vài hôm nó là tới Tết rồi. Thì mình cũng đã chạy đôn chạy đáo chuẩn bị những cái series chuỗi ngày Tết của mình rồi. Thì hy vọng là sắp tới đây các bạn sẽ đón nhận trên kênh mình và cũng như là trên kênh của mẹ mình nha. Quá hứa hẹn năm nay là một cái Tết của anh tráng lệ nha các bạn ơi, cho nên là mình rất là thức khuya luôn các bạn ơi, rất là mệt mỏi luôn á. Thì thôi, sáng ngày hôm nay để tẩm bộ lại cho sự vất vả của mấy anh em mình, mà sẽ đãi cho mấy anh em mình, cho anh hai chị Bành Hiền ăn cái món hải sản các bạn, đó chính là ăn thịt ghẹ nha. Nhưng mà thường thường mình ăn ghẹ nguyên con đúng không các bạn, hôm nay mình sẽ ăn ghẹ nhồi thịt, nói chung là cái món ghẹ này cũng khá là lạ đó, và mình mua được. Nếu mà ăn được ngon á, mình sẽ cố gắng thực hiện lần sau để mình tự làm tại nhà, để mình hướng dẫn các bạn làm theo để ăn cùng với mấy anh em mình nha. Thôi bây giờ mình sẽ đi làm thôi. Hiện tại bây giờ mới 6 giờ sáng, trời cũng mới hừng sáng các bạn. Không hiểu sao dạo này trời rất là lâu sáng luôn các bạn. Nói chung hình như là mình nhớ là mùng 5 chưa nằm đã sáng, mùng 10 chưa cười đã tối đúng không? Đúng rồi, cũng như vậy đó các bạn. Dạo gần Tết này á, trời rất là lâu tối. Trời rất là mau tối và lâu sáng luôn. Thôi bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị thôi, nói nhiều quá. Thanh thàn, đây các bạn ơi, đây là cái số ghẹ mà mình đã chuẩn bị xong rồi nè. Ở đây là có hai khay ghẹ. Cái ghẹ nào ghẹ nấy nó cũng rất là to các bạn. Này ta nhồi với lại thịt ghẹ nè, rồi chả cá hay gì đó mình cũng không rành á. Hôm nay mình sẽ ăn và thưởng thức thử xem cái hương vị nó như thế nào nha. Hai anh hai mình bắt chảo lên để chuẩn bị chiên các bạn. Cho dầu ăn vào. Đây thiệt là nhiều nha. Dầu đã sôi lửa bỏng, giờ chị Hiền sẽ đổ vô chiên các bạn. Sáng sớm thì chúng ta cũng được ăn hải sản rồi. Ôi, né nha bà con. Ê, chị phải dùng. Thôi chị không bóc xuống. Chị cũng đang suy nghĩ đây. Sai làm tuổi trẻ, lật xuống. Wow, cẩn thận nha chị ơi. Lan nhỏ nhỏ thôi. Ok. Rồi, chị tâm linh nha. Văn đó chị. Chắc không hết quá. Thôi chị hai bụng đi. 6, 2, 4, 6 rồi. Một khay vậy là 6 con nha các bạn. Trời đất ơi. Rồi, con tử dịch dịch nó lại trốn việc hả anh hai? Ai rất mương vợ. Ai để gì dịch giống về. Được không hai? Không được thôi, cho đến đây đây. Liêu liêu. Định chó. Cho bè. Wow, nhìn ngon quá chị Hèn ơi. Thôi mình nào mà trở được bè này xíu đi. Cho nó chín. Gần Tết, gần Tết rồi, mai mốt chắc em sẽ mua cái này về cái Tết mình ăn đi. Tết để khách. Đúng rồi, nhìn cũng sang chảnh quá đó chứ. Vớt ra thôi, nó đã vào rồi. Wow, đẹp quá đi. Rồi bỏ vào giấy thấm dầu nha các bạn. Mình sẽ ướp cái phần hộp xuống. Ai làm cái này cũng khéo ghê á. Cái này là bằng tay chứ đâu là máy. Đúng rồi. Ta nhồi lại cái mai ghẹ đó các bạn. Nhưng mà ướp dễ lắm. Bữa nào mình bắt trước làm thôi. Mua ghẹ về ăn để dành cái này. Đúng rồi. Chứ có thịt nữa chị ơi. Thịt ghẹ hả? Đúng rồi, trong đây có thịt ghẹ nữa nha, chứ không phải là cái mai không. Ủa vậy hả? Đúng rồi. Chị tưởng là thịt không? Hồi sớm em thấy có thịt nữa, ghẹ nữa, nhưng mà cái thành phần trong đây cũng có thịt ghẹ mà.
Đây là những đây là cái món ăn dành cho những người những người làm biến gục lột ghẻ. Đó, wow, giờ sẽ chiên hết luôn. Đó, còn 6 miếng. Chiên cho hết. Ôi trời ơi. Nó tường dữ lắm. Chiên cho hết để hồi mình ăn luôn đó các bạn. Dạ. Thôi vậy đi cho dễ. Xuống cuối cùng. Ôi, chờ đợi thôi các bạn ơi. Đây các bạn ơi, và cuối cùng thì món hải sản ghẹ nhồi thịt. Hải sản nhồi. Hải sản ghẹ. Ghẹ nhồi thịt. Nói chung ghẹ nhồi thịt. À, mua ghẹ nhồi thịt. Rồi bây giờ mình sẽ thưởng thức nha các bạn. Mời chị. Ủa lộn, mời anh này. Ăn sáng thôi. Và bây giờ mỗi người một con đi nào. Mời chị. Ăn đi nào. Ai ăn được lấy nhá. Wow. Không quá à. Sao làm hay vậy ta. Sao anh. Chút thử đi. Này giống chả quá ha. Cái này người ta đã cắt hai cái gai của nó rồi nè. Chả. Có thịt ghẹ nữa nè, có cà rốt nữa nè. Rau củ. Đây, mời các bạn nha. Đây, wow, chiên chấm siêu cay. Cay siêu cay thiệt đó nha các bạn. Mời các bạn. Cay dữ lắm anh ơi. Mà lem. Rồi anh chị mình nè. Chị nhúng miếng, anh sẽ tắt. Trời ơi, nay định tắt luôn kìa. Cẩn thận gớt nha anh hai. Cẩn thận sao ta. Nó mềm, cái nó không dai. Vậy hả? Ừ. Ô rau củ không à? Nhìn có vẻ dai. Ô, cũng đẹp. Nhưng mà có thịt cua không? Có thịt ghẹ. Nó tỷ lệ thấp. Đây mời các bạn nha. Nhưng mà ngon đấy. Wow. Ừ. Cũng hơi hơi dai chứ không phải là không dai tuyệt đối. Thơm quá. Có nấm bún tàu nữa. Thơm quá. Thơm quá. Đây tới lượt mình nha. Bêm, mày làm gì vậy? Sáng sớm nó tắm rửa đó các bạn. Nó sửa soạn. Hồi sáng nó trốn gì các anh lừa nó. Lừa nó cho nên mình nãy nó còn ướt, nó nhảy dũng hay vậy? Nó nhảy dũng. Cho nên giờ mình còn ướt đứng chỉ quá. Anh chuẩn bị đuổi về nó rồi, mời các bạn nha. Anh lấy nước anh tạt 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 nó lại. Cắn rồi, chụp bỏ anh bờ. Trời ơi, con ghẹ mà có thịt tôm. Ủa thịt tôm chứ thịt ghẹ hả? Sáng sớm ở cái xóm mình báo quá, chị báo rồi. Ta đi vườn vườn. Con này đua xe. Trời hiền hiền hiền. Đúng rồi hả? Đi. Ủa không ăn hả? Ủa đi thôi. Cua mà. Kìa. Kiểu như sang chảnh không biết ăn á. Cái đồ. Có tao sáng này nó chưa muốn ăn á. Thấy nãy là giờ lên đứng ăn cua. Chết là chưa đánh răng. Còn bé. Đúng em. Chưa tắm xong à. Sáng sớm mà phải tắm đẹp đẽ. Chị bim bim này. BD. BD phải bóng. BD phải bóng. Bim. Bà bim. Cái bằng bà bim. Bim bim hết. Bim bim hết rồi. Đó. Sắp tết rồi, không phải đi mua áo dài cho Bim Bim mới được. Bim Bim hôm nay mặc bộ đồ gì đây? Để đi sắm kiền vàng cho nó nữa. Ê ê, trốn về và tôi đá một cái. Nhắm đít rồi hả? Nghe coi nào. Nói thiệt các bạn á, mấy anh em mình chỉ dụ nó, mấy ấy thôi các bạn ơi. Chứ thôi là hắn ta là mình là mẩy á. Trốn việc là bản năng. Tháng cũng có trả lương chứ bạn. Thường người ta thì trả tiền, còn nó thì trả xúc xích nha. Cái này giờ đem đi chiên giòn, ăn nữa dở. Anh nói vậy biết nãy em chiên chở giòn luôn. Ăn là phải có rau chị ơi. Kêu quá. Ăn đi ha. Tớ mà cay thử. Nãy kêu em đâm cho đừng cay, em nói thôi, em đâm đi. Chắc không sao đâu. Hết hận chưa? Hay vậy cay thiệt, không biết hiểu sao không á. Ngộ vậy. Chứ hết hận chưa vậy? Ông cay ớn hồng, đâm mấy đó hả? Ngọt. Một cái ớt mà cay cỡ này á hả? Ớt sừng trâu. Thôi nghỉ luôn đi. Cái già tám thước. Nó một tám mà sao cái thịt nó nhiều quá. Cay. Nhưng mà cái này ăn cay vậy nó không bị tanh nè. Nhưng mà có xà lách cũng ngon. Bứng lên gốc luôn á. Trong đây các bạn ơi, ngộ thiệt. Cái mai thì mai ghẹ nha, nhưng mà thành phần nhiều nhất là rau củ nè, thịt tôm, rồi cá. Thịt cái thịt tôm hay thịt ghẹ? Thịt tôm. Có thịt ghẹ nữa mà ít không? Thịt heo. Bò. Cá nữa anh hai ơi. Nói chung là tỷ lệ của ghẹ cũng thấp chứ. Như là cái gì ta, giống như là con ốc mượn hồn vậy đó. Thịt bò cụm. Mượn cái mai thôi, nhưng mà là thịt con khác. Mượn nó ngọt chứ. Tôm, thấy không tôm. Ở đâu mà người ta có cái thịt này ha, cái vỏ này ha.
Tao bắt con ghẹ lên tao lấy cái vỏ. Mệt anh quá. Thế nhận tao lại em xàm quá. Anh nghĩ là giống như tao bán thịt ghẹ sai á. Sao mà cũng mai này tao bán tao lấy gì. Bèm. Tao bắt gì tao bán. Đúng rồi anh. Bèm. Anh bình tĩnh đi. Anh có đụng thịt ghẹ nè. Anh xịt lát không? Trời ơi. Em mượn nha chị. Dạ. Xin lỗi chị. Xin lỗi chị nha. Thôi để em cắn được miếng. Thôi kệ mình buồn quá mình ăn thịt đỡ. Nhìn miếng ăn cho con vịt nha chị. Nè Bêm. Trong đầu cứ quay qua vậy thì em cũng tính cho nó rồi. Nè Bêm. Trời ơi. Sao mẹ. Anh chỉ biết câm nín nghe tí nghe em nói. Em nói anh chị nói dùm coi. Thôi ủa anh chị anh ơi nấu ăn rồi. Bêm Bêm thôi. Ổn định tâm lý không? Ổn không chị? Ngon không? Ngon. Ăn hả đi. Dạ. Tiếp tục nha các bạn. Ăn thôi. Bêm mày không ăn thiệt luôn hả? Mày lỡ chấm nó gớt xuống cái tự nó cay chắc chết. Không ăn luôn chị. Đây. Khẹp mời đi. Các bạn. Mà nó còn xong á. Phải mà mình chiên nó vàng giống ngoài ngon. Có phần vàng thơm quá chừng ha. Hết ăn rau rồi. Anh đi đám cưới người ta hay đám tiệc hay đẩy phần ghẹ nắp này nè anh. Chị có ăn rồi hả? Nhưng mà ăn nhỏ xíu à. Chắc nó nhiều sai á. Nắp mẹ nhỏ xíu à. Này là to nè. Này là phù hợp quá to luôn. Cái nắp có chút ép. Đi đám mà đãi cục này ăn lẩu xong rồi nghỉ luôn no rồi hai cái mai cũng no luôn á. Đám tôi đãi miếng chút xíu bằng thầy theo mình ăn được nhiều món chứ là tao kêu mày chị mày mắc lắm mày đi đám mà tối hợp như vậy quá chút mà nhiều món thì cũng sẽ no nhưng mà đi đám ăn dễ no hơi lắm không hiểu gì sao luôn chứ hồi hồi nó hai mày muốn trốn việc thì mày đi luôn đi hả chứ mày ngọt hà mình ăn nhiều nó tới nó chậm khi ăn kiểu chờ đợi á ăn mà chờ đợi ngồi á ăn xuống một chút á anh hai ơi chúng mày định trốn việc rồi chúng ta cho nó xuống đi ha 1, 2, 3 bye bye còn lưu luyến bye bye cũng còn lưu luyến ở lại đi em chưa mình chưa bao nhiệt tình nên chưa đi thôi lưu luyến đúng không bà kiểu như là không phải chị có ai cản tôi không không nhiệt tình mấy bà là... không nhiệt tình tôi bay nha có ai cản tôi không bay không ấy quá không bà không nhảy có ai cản tôi không thôi tôi cản chị lại nè mấy ông bà này bay giả trân quá dám lừa tôi à nhưng mà mình không nói thử rồi nó thấy cho tay mình nó biết không nhưng mà bye trời ơi xin lỗi nha nè chứ cái mai chậm chơi thấy không bà sủi dữ thu mà cùng không mà không nè con sợ ơi ta cũng ngậm chứ bồ quê chưa nó bây giờ hồi nãy mày không ngậm nè bị quê rồi bến nhỏ rồi em nâng thử luôn cái mai anh ha em cài quá chia đi hồi tối à cái thao trứng mà em đập em làm đó em để đó nó tha à cái thao trứng để mà trồng cây á để trồng cây á hả là nó nghiền nát giùm mình á nó xách đi tùm lum tùm lư chết rồi này chia đi anh ăn rồi cảm thấy anh ngán rồi em cũng ngán nữa mình chia đâu vậy hãy sẻ nhiều quá đây em cục này cho anh giúp xong cái mai đi rồi. Ok. Cái này nó giòn giòn đó, thấy chưa? Chị thấy chữ giòn không? Giòn tan. Một sữa nó nhai dụm. Ba mà nó ăn cái này nó mắc cổ không cho nó chơi mà nó cua ăn thiệt hả? Có hay lượm vỏ cua ăn lắm á. Bơ sữa. Nguyên màu thao tép mình lột vỏ rồi, có cái đầu rất là ngon không ăn. Giờ mới vỏ ăn hết. Cái đầu rồi. Rồi, cái đầu là các bạn không nửa theo đầu, gốc cột thằng đen hưởng. Tôi nghĩ là phải nó khôn á. Đầu có cái mũi nhọn ăn nó đau nữa. Trong cái khôn có cái ngu. Cái đầu nó thịt còn dính thịt dính còn gạt. À, ăn nó bị sai. Tôi hết đầy hết mấy bà. Ừ chắc bị sai á. Tôi nghĩ các bạn ơi, nhỏ ăn hết trơn cái vỏ. Chờ lại nửa thao đầu, ăn hết nổi, cái nằm định là đợi chiều ăn tiếp.
Chị Hiền chỉ nói với nó là mày ăn mẹ một khi mà mày ngưng cái là xách đi. Em chưa thấy đâu. Em nói nó vậy nè, em cho nó đứng nó nhìn nó không thèm ăn. Nó bỏ nó đi rồi. Em nói mày mà không ăn tụi kinh tôi cho mày ăn hết á. Nói mày biết rồi. Ủa đứng ăn mà lúc đầu mới ngủ dậy á, đứng nhơi. Cố gắng lại. Nó càng nấu thì nó càng ăn mặn dơ hả? Tình hình là nó biết nghe lắm á. Nói mẹ không ăn là tao cho thằng Đen ăn hết. Cuối cùng đứng ăn. Mấy con chó nhà mình á. Nhà mình mấy anh em mình thích chơi với động vật á các bạn ơi. Nhưng mà con chó nhà mình biết nghe lại lắm luôn á. Hôm qua đi chơi về hai hội tấm các bạn chiếc xe Lamborghini. Hai thằng nằm phải đụng đít nhau, hai thằng nằm ăn mà cái đít phải đụng nhau kìa. Trời ơi chơi bà chị mèo cái ơi. Nhà chị căm họng bên. Các bạn chưa thấy đâu. Mình dự định là ginh dây xích lên mình xích đầu nó mình dẫn về đó, tại vì nó đi chơi là nó sẽ đi tối ngày sáng đêm luôn. Sao ai dẹn hồi anh Khoa anh đi lên giường á, anh đi bằng xe cái về cái anh bỏ nó ăn trước nó ngồi. Ê muốn mình đi đâu mình chở nó được rồi đó. Nó ngồi được á, nó ngồi lần hai lần là nó sẽ quen. Nó ngồi nó tuột đít nó xuống nó xích lên phải không? Ăn nữa đi. Ủa, bỏ hai cái giờ cho nó đỡ rồi. Thôi ơi vậy nè bảo mang trong này nó có cái ừ, nó ăn nó chảy máu miệng giống như cái thịt anh. Cua khẩu nhiều cái đó là khẩu mụn ngày cái mỏ cái này không hả lớn được nha. Có mía cái bơ sữa ơi giật của con mèo rồi ừ luôn anh bơ sữa nghe không có giật của con mèo nghe đây giật nữa nè. Hai các bạn ơi cuối cùng mấy em mình cũng đã thưởng thức xong cái món ghẹ gì ta ghẹ nhồi thịt ghẹ hải sản rau củ. Nói chung cái món này không biết đặt tên sao, các bạn xem lại tiêu đề giúp mình nha. Để mình suy nghĩ chiều nay mình đặt tên tiêu đề như thế nào cho các bạn dễ hiểu. Thì nói chung là mấy anh em mình cũng đã thưởng thức rồi. Cái hương vị của món này là tuyệt vời các bạn. Nó vừa mặn mặn ngọt ngọt, rất là dễ ăn luôn. Thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu yêu quý mấy anh em mình nhớ để lại một like và nhấn vào nút đăng ký kênh các bạn bây giờ. Bye bye.